Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức chương trình bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn kỳ 3 đối với hóa đơn điện tử quý 1 năm 2023. Trên cơ sở dữ liệu, gần 227.000 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có ngày lập từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Trong đó có hơn 20.700 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên. Đại diện Hội đồng giám sát chương trình hóa đơn may mắn đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn may mắn trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế. Kết quả có 25 hóa đơn đã trúng giải. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 16 giải khuyến khích. Mục tiêu của chương trình nhằm khuyến khích người dân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của người mua. Chương trình cũng nhằm khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Ngay sau chương trình, người trúng thưởng hóa đơn may mắn của quý 1 năm 2023 sẽ được Cục Thuế tỉnh trao thưởng vào thời gian sớm nhất.